Thưa quý vị và các bạn, sau vụ việc đau lòng xảy ra với học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway, Hà Nội, tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh vào chiều ngày 6 tháng 8, nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh rất lo lắng vì nếu quy trình đón trả học sinh không được kiểm soát chặt chẽ thì có thể sẽ còn những tình huống xấu khác xảy ra. Vì vậy, việc siết chặt dịch vụ vận tải đưa đón học sinh là việc cần phải làm ngay từ đầu năm học mới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chị Phạm Thị Hương Giang ở tổ 6 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình có hai con đang học ở trường ngoài công lập. Trước đây cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Giang hoàn toàn yên tâm vì con mình được đưa đón an toàn bằng ô tô của nhà trường. Tuy nhiên, kể từ sau vụ việc đau lòng xảy ra ở trường liên cấp quốc tế Gateway, Hà Nội, chị Giang không khỏi hoang mang khi tai nạn xảy ra chỉ vì quy trình đưa đón học sinh tới trường và về nhà không được kiểm soát chặt chẽ. Bản thân chúng em là đưa con là chỉ đưa lên xe giao cho thầy, sau đó đến chiều là thầy cô lại đưa trả về nhà, nên thành ra bọn em gia đình cũng rất băn khoăn là không hiểu được là trong cái quy trình đưa đón thì là nhà trường sẽ tổ chức như thế nào và trên đường đi như nào, cũng như là việc là đưa đến trường thì là với việc quản lý của nhà trường ra sao, nên là cũng rất muốn được biết được rằng là con cái mình đi như thế có đảm bảo an toàn không, và mọi cái vấn đề là nhà trường có làm để kín kẽ, để có sự quan tâm chặt chẽ đến các cháu không ạ? Đối với các đơn vị trường học ngoài công lập, việc đưa đón học sinh tới trường và về nhà là một trong những dịch vụ không thể thiếu, bởi việc tuyển sinh không theo tuyến ở nhiều địa bàn. Theo Nghị định 86 năm 2014 của Chính phủ về việc kinh doanh vận tải, thì đối với các xe chuyên chở học sinh thuộc diện phải đăng ký, kinh doanh và được cấp phù hiệu xe kinh doanh. Tuy nhiên, ô tô chở học sinh trường Gateway bị tử vong không có giấy phép kinh doanh vận tải. Ngay sau vụ việc đau lòng xảy ra, các đơn vị trường học có sử dụng phương tiện ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh đã tiến hành công tác rà soát lại các quy trình, công khai thông báo đến phụ huynh. Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành thuộc phường Trang Mát, thành phố Hòa Bình hiện có 7 xe 29 chỗ đưa đón hơn 200 học sinh ở khối tiểu học và trung học cơ sở. Theo tìm hiểu, thì ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường hợp đồng thuê xe ô tô với công ty một thành viên du lịch Đức Lộc. Các xe đều còn giấy phép kinh doanh, giấy kiểm định còn hiệu lực và các tổ chức đều đăng ký kinh doanh vận tải. Nhà trường có riêng quy định về việc đón trả trẻ, phân công và mô tả công việc cụ thể đối với từng người. Ngày 7 tháng 8 thì bọn mình cũng đã có một cái chỉ đạo trực tiếp đến tất cả các thầy cô giáo đưa đón xe để thực hiện những cái quy định về an toàn đưa đón trẻ hơn so với thường ngày. Đấy là thắt chặt cái việc mà đưa đón trẻ, và nhà trường cũng đã thực hiện cái việc đấy ngay đối với giáo viên ngay sáng sớm, bởi vì trước cái giờ đưa đón các con để cho các thầy cô đảm bảo cái việc an toàn cho các con. Thứ hai nữa là ngay buổi chiều thứ tư ngày hôm qua thì bọn mình cũng đã làm việc với tất cả các đồng chí lái xe và cũng quán triệt và nhắc nhở, cũng chia sẻ với các đồng chí lái xe là đảm bảo an toàn hơn nữa cho các con học sinh khi tham gia đi xe của nhà trường. Nhà trường đã tổ chức sáng nay các bác lái xe cùng các nhân viên và các cô giáo hướng dẫn trẻ cái kỹ năng thoát hiểm khi ngồi trên xe mà không có người quen. Nên là sáng nay thì trẻ vừa được hướng dẫn về mặt lý thuyết, sau đó trẻ được thực hành. Theo thống kê, dịch vụ vận tải đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung ở thành phố Hòa Bình và các thị trấn, trong đó có 3 đơn vị trường có số lượng xe nhiều như trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành, trường mầm non Sao Mai và phổ thông liên cấp Sao Mai, trường mầm non Hoa Dạ Hợp. Qua rà soát của các đơn vị trường học, hệ thống xe đưa đón được đăng kiểm theo đúng quy định. Để đảm bảo an toàn giao thông khi sử dụng phương tiện giao thông để đưa đón học sinh, ngày 8 tháng 8 năm 2019, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành công văn số 1667, đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải, tuyệt đối không sử dụng phương tiện hết niên hạn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thứ nhất là về những cái xe hết niên hạn sử dụng, theo cái quy định của nhà nước thì những cái xe đấy thì không được phép tham gia giao thông, bởi vì nó đã hết niên hạn sử dụng rồi. Thì khi tham gia giao thông thì cái hệ thống an toàn của họ là không cao. Nên đặc biệt là những cái đối với những cái xe khách ấy, thì cái rủi ro rất lớn. Đấy, là cái thứ nhất. Còn đối với những cái xe hết hạn kiểm định ấy, thì những cái xe đấy thì khi mà tham gia giao thông thì sẽ bị, khi mà bị các cơ quan có chức năng ấy, người ta sẽ phạt xử lý theo quy định của nhà nước. Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố tiến hành thống kê xe đưa đón học sinh, có văn bản nhắc nhở các nhà trường hết sức lưu ý, phối hợp tổ chức hoạt động đưa đón học sinh đảm bảo an toàn.
việc siết chặt quản lý, vận hành dịch vụ xe ô tô đưa đón học sinh theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho trẻ là việc cần làm ngay để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.